ta cũng không nghe được cái gì nữa. À, em chưa mạng em chưa rồi. Ok ok à, Nỉ hào Nỉ hào ma hello Nỉ hào. Ủa mama hả? Mama ơi à, bây giờ sẽ mời mọi người gặp cô gái bí ẩn nói chuyện với anh Mến nha mọi người. Anh Mến nè, nói chuyện với Mến. À. Các bạn nên Mến đang nói chuyện với cô gái bí ẩn các bạn. Không có cái chỗ nào mà nó đẹp để ngồi hết trơn vậy. Được rồi, chỗ nó đẹp rồi. Ông còn khỏe ngồi. Ngồi cũng không đẹp mà. Đây là cô gái bí ẩn đã nhắn tin cho anh Mến, động viên anh Mến đó các bạn. À vậy đi. Đáng cưa. Mà... Đáng cưa cái đấy đó. À, chút nữa anh nói vội này. Ông hiểu quá. Nữa anh hiểu câu hỏi này các bạn. Để em tìm cái chỗ nào mà nó đẹp cho nó ngồi cái. Rồi rồi. Ngồi đâu cũng đẹp, ngồi cũng đẹp. Người đẹp, ngồi ở đâu cũng đẹp hết trơn á. Bàn nè. Để em quay cái cảnh cho mấy anh coi đẹp không ha. Rồi. Trời ơi nó đẹp thấy ghê luôn. Khói xe gió đó. Cái đó là ở tỉnh nào? Anh Mến hỏi anh Mến. Em đang ở Sơn Đông Thành. Sơn Đông hả? Con của mẹ em đi kìa. Cái gì vậy má? Anh Mến đang trò chuyện với một cô gái bí ẩn nha các bạn. Cô bí ẩn đang ở Trung Quốc. Anh trai. Anh trai. Kêu anh Mến là anh trai. Ủa đây thấy anh trai như thế nào? À, mượn tôi. Mượn tôi. Hôm nay thấy anh trai như thế nào nè? Khỏe chưa anh? Khỏe rồi. Nhớ ăn uống nhiều vô đừng suy nghĩ gì trơn á. Cái nào mà bỏ nhập quá dục nó đi. Cái nào mà cứ yêu đời lạc quan lên nha. Đừng có buồn. Không có một chuyện mà. Cái gì nó tới hả? Suy nghĩ chuyện gì? Cái gì em ngồi cho dù nắng. À, hỏi anh Mến cái suy nghĩ chuyện gì? Anh nói suy nghĩ một chuyện à. Suy nghĩ chuyện gì? em gái nhớ không được. Nhớ về em. Nhớ về em các bạn. Nhớ về em như Diêm Nguyễn. Anh gái đi vài tháng nữa em về rồi em sẽ đi tìm em gặp anh mà. Không có phải lo. Đừng có nhớ, đừng có nghĩ xem em nhiều quá lại ngủ không được. Lại em là người có lỗi cơ. Ngủ lắm cơ. Khỏi lắm cơ. Ừ, khổ hoài. Ngon hết khổ rồi. Dạ mà. Ngon hết khổ. Trời ơi, nói tiếng Hoa luôn. Nói gì không hiểu gì hết à. Cái trận mọi người. Tàu cửa này. Mình đi đâu nó đi theo chứ. Tàu dám nói người ta bằng tàu cửa. Trời ơi. Cửa nặng lắm á. Tàu cửa này làm gì á. Ở bên đó em làm lão bàn hay gì vậy? Phải không? Anh Thằng ơi! Lão Bàn. Nỉ hào Lão Bàn. Ủa sợ. Trời, Thành biết tiếng Lào luôn hả? À? Trời ơi, nói được vài câu hả? Ủa sợ Lão Bà. Ủa tạ cung á, Ủa hình ảnh nha. À, không hiểu gì hết. Không biết luôn. Lão Bàn á. Không biết, biết có vài câu à. Chị ơi, xanh xưa. Em nói là em xin làm phép bà luôn nè. Đâu phải là ông chủ hay bà chủ đâu. Vậy đó hả? Tưởng đâu em là lão bàn là ông chủ bà chủ chứ. Hôm nay anh Mến trò chuyện với cô gái nói tiếng Hoa nha các bạn. Bỏ bó không mà cô quả hữu rồi luôn. Bây giờ em chữ anh Mến tiếng Hoa anh cũng không biết đâu nhưng mà anh biết đó nha. Ôi trời thương cũng hết nữa đâu mà chữ. Trời cô gái bí ẩn đang nói chuyện với cô gái bí ẩn. Anh Mến lúc đầu ảnh có chia sẻ nó có cô gái bí ẩn nào nhắn tin điện thoại cho ảnh. Cô gái bí ẩn. Đây cô gái bí ẩn đây bạn. Không, lần đầu tiên đó thì em nhìn thấy cái clip của ảnh á. Thì thật sự luôn là đúng là cái gì sao á. Em thấy em cũng quan tâm. Đó là em đi qua đi mấy nay rồi em không có mở được cái YouTube á.
YouTube bài. YouTube chứ phải YouTube bóp. Bên nờ về em coi được, nó là bộ đó bạn của em nó tải gì giùm em, xong rồi em mới lên YouTube em coi phim coi này cái kia thôi. Em thích coi mấy cái nào mà nó khám phá lắm. Xong tự nhiên em bấm vô cái gì đó mà nó nổi lên, em thấy là cái gì anh mến gì có một gương mặt dạng vậy gì đó. Em cũng không quan tâm. Cái xong tự nhiên em thấy sao mà cái anh này nó cũng là An Giang, thì em ấn tượng là cái quê An Giang thôi. Thì em mới mở vô em xem, là sao tự lúc đó em thấy là tự nhiên em xem em nằm em khóc luôn à. Khóc như con điên á. Thấy tội nghiệp á. Dạ em thấy thương, không có tội nghiệp anh. Em mình là con người với nhau, mình không có tội nghiệp ai hết á. Thấy thương thôi, thấy đồng cảm. Không có được nói cái câu tội nghiệp, nghe hơi bị quá đáng. Em không có tại vì em cũng là một cô gái sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo. Trời là trời, cái chỗ này là nó đặc sản ruồi cái gì á. À, em á cũng là một cô sinh ra một cô gái nhà nghèo lắm anh, cũng sống đi làm thuê là muốn ba mẹ cũng đi làm hồ, khổ cực lắm. Sống đâu có nhà cửa đâu, không có đất còn chọi chim nữa, cứ ở đợ ở gì đó, không có đất chọi chim, lấy vàng chọi, lấy vàng chọi á, có vàng đâu, toàn là qua nhà kế bên người ta lấy đất chọi chim mà nhiều khi người ta còn ngược đuổi cái bà nữa. Đó, từ cái lúc đó mà em thấy thương ba mẹ em nhiều lắm, tại vì nhà khó khăn người ta khi dễ ba mẹ em nhiều lắm anh. Rồi cái từ lúc đó đó, từ cái động lực đó đó mà em cố gắng thật nhiều. Em đi làm 10 tuổi em đã nghỉ học và em đi nhà gia đình em lên tỉnh Bình Dương. Rất thật cho khi mà năm 18 khi mà năm 2018 thì em thành công là em xây nhà cho ba mẹ em được và mua được cho ba mẹ em đất để xây nhà cho Bình Dương á. Lúc đó em cảm thấy em hạnh phúc lắm, nhưng mà em thì lại cảm thấy hạnh phúc hơn là khi em được đi làm từ thiện và đi giúp những người khó khăn hơn em. Khi em cũng là một người khó khăn ra, nhưng mà em cảm thấy nhiều người thì em còn hơn rất là nhiều người đó. Alo. Nói thật là em nghe. Hồi nãy em nói chuyện nãy giờ anh có nghe không? Nghe. Nên nghe rõ lắm. Nghe. Alo. Rồi, alo hoài luôn á. Nói đi. Đang nghe bên. Hồi nãy có trò chuyện với anh Mến á. Anh Mến nói hiện tại bây giờ là tinh thần với anh Mến là rất là vui luôn. Là anh Mến có chia sẻ đó là cũng nhờ cái cô gái bí ẩn đó làm cái động lực để giúp anh Mến cái ca phẫu thuật thành công như ngày hôm nay được một phần rồi đó. Cảm ơn em á, anh Mến cảm ơn em á. Anh ơi, em chỉ cần là anh lạc quan mà sống, yêu đời mà sống và cố gắng vui vẻ và hạnh phúc thôi, em chỉ mong vậy thôi. Còn ngoài ra là những lời cảm ơn của anh em không có nhận đâu. Dạ nói à, anh cảm ơn nhận cho anh Mến. Dạ nên là em không cần anh cảm ơn em. Cho đi không bao giờ nhận lại một cái gì cả, dù cho là lời cảm ơn. Em biết là lời cảm ơn đó là nó chỉ là để lịch sự và tôn trọng một người nào đó, nhưng mà đối với em thì em cũng không cần nhận lại lời cảm ơn khi mà em xem người đó như trong gia đình. Em nghe một lời cảm ơn em cảm thấy rất là xa lạ. Nói gì đến Mến? Không, em nói chuyện của cỏ là cỏ nói nghe không à? Tức là nói cỏ không nghe hả? Chỉ nhắn tin đúng không? Ý nói vậy là sao đó? ý nói vậy là sao? Cỏ vừa cỏ nói chuyện nó có thật vui. Vui. Đưa lắm. Mình cỏ nói là nghe luôn. Chỉ nghe thôi, nhưng nói lại cổ nghe không rõ phải không? Đúng rồi. Em nghe rõ mà. Nghe rõ. Ta nghe mà. Nhưng mà anh một thấp được nghe nói chuyện không? Không. Lúc nào anh muốn lúc nào cũng được hết á. Lúc nhắn tin cho em 24/24. Lúc nào em cũng chẳng chàng trả lời, dù cho em bận cỡ nào cũng em cũng phải trả lời anh một câu. Anh ơi em bận,
ừ anh ơi em có việc thì đó, chứ em không có để cho anh phải chờ đợi hay là nhắn tin mà không thấy trả lời. Anh biết mà, em không phải là người vậy. Anh hiểu, anh biết mà. Chắc tao dùng luôn cái dù này quá trời. Chụp mẹ nó luôn đi. Trời ơi, trời ơi. Bà cũng lắm. Cô bà lắm. Cô gái cá tính quá ha. Dữ lắm nè nha. Ừ. Bà cũng lắm. Anh ơi, tại vì ra xã hội sống nhiều đi, bây giờ nó thành xã ớt hết rồi. Xã hội bây giờ mà nó thành xã ớt, mẹ nó bỏ cái ăn cóc nhái vô xào là thành xã ớt luôn. Cuộc đời bây giờ nó sao á. Nhiều người ra đường gặp rất là nhiều cảnh luôn. Lúc trước em chưa có em còn ở bên ngoài em đi làm á. Em thấy rất là nhiều cảnh, thấy rất là tội luôn. Nhìn, chỉ là nhìn thôi mà tự nhiên cảm thấy nước mắt nó rơi. Rồi cái giúp đường tái gì đó giúp. Mà giúp xong rồi cái không biết sao. Mà không có biết làm sao để đăng lên đó anh. Để đăng lên nói kêu gọi gì đó để cứu người ta, giúp người ta đó. Mà đâu biết đâu, có em không biết. Ý nói là... Em chỉ biết sao thôi à. Ủa rồi, có lần có không ngừa lắm. Hiểu mà. Không ai không được không được không không. Kìa Cẩm Giang. Cẩm Giang ơi. Dạ. Anh mới mới nói gì đó nghe không? Đừng nói không nghe. Trời ơi Cẩm Vân chứ không phải Cẩm Giang đâu trời. Cẩm Vân. Cẩm Vân mà anh kêu Cẩm Vân mà. Ca sĩ Cẩm Vân. À, anh mới mới nói câu gì đó nghe không Cẩm Giang? Nghe không? Đúng mạng rồi. Ờ đúng mạng luôn rồi. Cái thưa vị đó là một cô gái bí ẩn mà vừa rồi anh Mến được video những nữ. Cái tin nhắn cũng như những cuộc điện thoại giao lưu đó các bạn. Anh Mến cũng thấy rất là vui khi mà được trò chuyện có với cô gái bí ẩn này. Hiện cô ta đang ngủ hồng hoang mang các bạn. Phải của anh nói gì đúng không? Anh một bóng mà. Cô gái này cũng chia sẻ cái này coi anh Mến như một anh trai nha. Còn không làm quá. Nó cũng vui thôi. Nó cũng vui thôi. Nó chuyện cho vui. Bỏ bà máu ngủ ngủ.